Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đỗ Ngát. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ác nghiệp mẹ ghẻ. Quý khán thính giả nếu như thích những câu chuyện của Đỗ Ngát thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Đỗ Ngát nha. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Ác nghiệp mẹ ghẻ, tác giả Đỗ Ngát. Tiếng bát rơi vỡ, những mảnh bát vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chân thương. Cô chỉ đứng im nhìn thằng bé Quang, con riêng của chồng cô, đang gào hét ầm ĩ. Cút đi, đào phù thủy, cút ngay đi, đào phù thủy xấu xa. Nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, nhất là tiếng đứa cháu trai độc nhất đang khóc thảm thương, thì bà Như vội vàng chạy ra, ôm chầm đứa cháu tội nghiệp, rồi an ủi. Cục vàng của bà, đến đi nào, bà thương. Thế có chuyện gì á mà cháu bà lại khóc như vậy hả? Con không thích cô thương, con ấy là phù thủy, con ấy vừa mới đánh đít con. Rồi thằng bé lại gào lên khóc ầm ĩ. Ôm đứa cháu nội trong tay, bà Như nhìn về phía thương bằng ánh mắt đầy tức giận. Bà xỉa xói. Đúng là ác nhân thức đức mà. Thằng bé nó có tội tình gì mà suốt ngày cô cứ hành hạ nó thế? Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Ngay từ khi cô bước chân vào cái nhà này, tôi đã biết cô là loại không ra gì rồi mà. Thằng bé nó không nên, không phải thì cô lấy lời mà dạy dỗ nó. Chứ cô đánh nó như vậy thì nó càng ghét cô mà thôi. Tiếng cửa nhà mở, Thái vừa bước vào. Nhìn khung cảnh trước mắt, anh vội vàng chạy đến bịt chặt vết thương đang chảy máu từ chân của vợ. Anh hỏi với giọng gấp gáp. Thương, em có sao không? Ngồi xuống đây mau lên đi em, máu chảy nhiều quá. Vừa thấy bố thì thằng cô Quang lại òa khóc nức nở, rồi chạy đến ôm lấy bố. Thái nhìn con rồi nhìn vợ như chẳng hiểu chuyện gì. Bà Như quay sang con trai buông lời trách mắng. Anh xem chuyện tốt quá mà anh đã làm ra đi. Trên đời này hết người để lấy rồi hay sao mà dẫn cái loại không ra gì về đây để làm khổ cháu tôi hả? Anh liệu mà làm chứ chứa cái ngữ đấy ở trong nhà này, rồi con ngài nó giết chết cháu tôi cũng nên. Mẹ, sao mẹ lại ăn nói nặng lời vậy? Lúc nào thương cũng cố gắng chăm sóc cho thằng Quang tốt nhất mà mẹ. Vậy anh xem sự chăm sóc của vợ anh đi, anh nhìn cho kỹ đi, xem cô ta đã làm những gì. Cũng tại mẹ chiều thằng Quang quá nên giờ nó mới hư như vậy, chứ thường cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Mẹ đừng có định kiến quá với vợ con được không? Bà Như thấy con trai bên vợ thì bà lại kể khổ. Có ai khổ cái thân như tôi không? Nuôi con lớn bằng gần này mà hết lần này đến lần khác nó cãi lời tôi. Thế trong mắt anh còn có người mẹ này hay không hả Thái? Thấy mẹ như vậy, Thái vội vàng thanh minh. Mẹ đừng nghĩ như vậy mà, con không có ý đó đâu. Mẹ ơi! Thường cũng toàn lên tiếng nói giúp chồng, nhưng cô vừa mở lời thì đã bị bà Như quát. Cô im đi. Cô không thấy từ ngày cô bước chân vào cái nhà này thì chưa có ngày nào cái nhà này được yên ổn hay sao hả? Bà Như ném cho Thương một ánh mắt tức giận. Còn Thương chỉ biết cúi đầu, như thể mọi lỗi lầm là do cô gây ra. Rồi bà Như bế đứa cháu nội đi vào buồng, bỏ mặc hai vợ chồng Thương ở đó. Thái vội vàng giúp vợ xử lý vết thương,
Nhìn thấy chồng ân cần chăm sóc mình như vậy, lúc này Thương khẽ rơi nước mắt. Thái vội vàng lau nước mắt cho vợ, rồi anh nói: anh xin lỗi nghe, đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Được anh yêu thương thì những chuyện này có là gì đâu. Em tin một ngày nào đó mẹ và thằng Quang sẽ đón nhận và yêu thương em. Thái khẽ ôm vợ vào lòng, như thể khẳng định tình yêu thương của mình dành cho cô. Sau cánh cửa phòng, bà Như đang đứng đó, nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy tức giận. Bà nhếch mép rồi nói: đúng là con cáo già, con hồ ly tinh. Cô đừng có mong tôi sẽ yêu thương cô. Sớm muộn gì cái bộ mặt thật của cô cũng sẽ được phơi bày ra thôi. Rồi bà Như trở vào, ôm lấy thằng cháu nội vỗ về cho nó ngủ. Nhìn thằng bé đang say giấc trong vòng tay mình, bà Như khẽ nói: chỉ cần bà còn sống một ngày, bà sẽ không để ai ức hiếp con đâu. Rồi bà Như khẽ rơi nước mắt. Bà nhớ lại lúc Hòa, mẹ ruột của thằng cô Quang, trước lúc lâm chung đã nắm chặt tay bà mà nói những lời dặn dò: mẹ ơi, con cầu xin mẹ, mẹ hãy thay con chăm sóc cho thằng Quang nha mẹ. Mẹ đừng có để ai ức hiếp nó nha. Mẹ hãy hứa với con đi. Bà Như nhìn đứa con dâu bà nhất mực yêu mến mà không cầm nổi nước mắt. Bà khẽ nói: con yên tâm, mẹ hứa với con sẽ không để thằng Quang phải chịu khổ, chịu thiệt thòi gì. Thằng bé Quang nằm trong lòng bà nội, khẽ cựa mình. Bà Như vội vàng vỗ về cháu, rồi cất lên lời hát ru quen thuộc: con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm, lông cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao măng. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục, đau lòng cò con. Lại nói về Thương, cô vốn là công nhân của một xưởng may. Cô và Thái quen nhau rất tình cờ. Một hôm trên đường đi làm về, Thương bị một tên cướp giật túi xách. Nhìn thấy vậy, Thái đã đuổi theo tên cướp để lấy lại túi cho cô. Sau những lần trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm từ lúc nào chẳng hay. Khi biết Thái đã từng có một đời vợ và vợ anh đã mất, thì Thương lại càng cảm mến và yêu thương Thái nhiều hơn. Hai người quyết định đi đến đám cưới. Nhưng trái ngược với mong đợi của hai người là sự phản đối kịch liệt đến từ bà Như, mẹ của Thái. Ngày đưa Thương về ra mắt, bà Như đã tỏ thái độ không thích cô ra mặt. Bà nhìn một lượt từ đầu tới chân cô, rồi hỏi một tràng: thế cháu làm nghề gì? Quê ở đâu? Nhà có mấy anh chị em? Bố mẹ làm gì vậy? Nghe mẹ hỏi người yêu, Thái nhìn mẹ rồi vội vàng nói: mẹ, trời, mẹ hỏi cái gì mà như hỏi cung vậy? Bà Như nhấp một ngụm nước trà rồi thở hắt ra. Bà nhìn con trai rồi nói: mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhất là cho cháu nội mẹ. Mẹ không muốn ai đó đến với con vì tiền rồi làm khổ cháu của mẹ đâu. Dạ, con biết là mẹ lo cho con, cho thằng Quang. Nhưng Thương là người tốt đó mẹ à. Bà Như lại nhìn sang Thương, thì bà khẽ lắc đầu rồi nói: bác nghĩ cháu với con trai bác chỉ nên làm bạn thôi, chứ hai đứa không hợp để tiến tới hôn nhân đâu. Thái nghe mẹ nói vậy thì giọng nói có vẻ mất bình tĩnh. Chúng con yêu thương nhau thật lòng mà mẹ, con xin mẹ cho chúng con được lấy nhau. Lúc này Thương cũng vội vàng lên tiếng: con xin bác chấp thuận cho chúng con. Con hứa sẽ yêu thương bé Quang và chăm sóc cho nó như con đẻ à. Bà Như khẽ liếc mắt xuống, thấy Thái đang nắm tay Thương, như để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Bà Như đứng dậy, vừa quay lưng đi vừa nói:
Ý mẹ đã quyết như vậy rồi thì con nên biết phải làm gì. Mẹ, mẹ! Thái gọi với theo, nhưng bà Như không hề quay lại hay đáp lời con, mà cứ thế đi thẳng lên phòng mình. Bóng bà Như vừa khuất thì Thương chợt khóc. Cô muốn trút bỏ những ấm ức tuổi thân. Thái vội vàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về. Đến đi em, rồi anh sẽ thuyết phục được mẹ. Em biết mình không xứng với anh, nhưng mà em không muốn phải xa anh đâu. Em Rồi tiếng khóc của Thương mỗi lúc một to hơn. Con Lành đứng trong bếp cũng ngó nghiêng ra. Nó biểu môi rồi nói thầm. Em không xứng với anh, em không muốn xa anh. Giả tạo chết đi được. Chắc lại định nhòm ngó cái cơ ngơi của nhà này đây mà. Khi biết được con trai nhất định muốn lấy Thương về làm vợ, thì bà Như càng tỏ thái độ phản đối quyết liệt. Thậm chí hai mẹ con đôi lúc còn to tiếng với nhau. Hôm đó, bà Như gọi Thương đến để nói chuyện. Đặt sắp tiền lên mặt bàn, bà nhẹ giọng, nhưng hàm ý trong câu nói lại hết sức rõ ràng, đanh thép. Cô cầm số tiền này rồi rời xa con trai tôi đi. Nếu chưa đủ tôi sẽ đưa cô thêm. Thương nhìn bà Như với ánh mắt buồn bã, rồi cô cất lời. Con đến với anh Thái là vì con thương anh và bé Quang, chứ không phải vì tiền như bác nghĩ đâu ạ. Nên con xin bác hãy đón nhận con. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc bé Quang thật tốt. Thằng Thái nói gì thì yêu cô, cho nên nó mở mắt. Chứ còn tôi thì làm sao mà không nhìn ra ý định của cô ở đây. Tôi cũng muốn cháu tôi có một người mẹ để chăm sóc cho nó. Nhưng mà người đó sẽ không phải là cô. Thương cúi đầu, khẽ rơi nước mắt khi nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của bà Như. Nhưng điều đó cũng không làm cô có ý định rời xa Thái, mà cô càng muốn trở thành vợ Thái cho bằng được. Còn Thái, mặc dù bị mẹ kiên quyết phản đối, nhưng anh vẫn luôn không ngừng cố gắng thuyết phục mẹ. Thậm chí có một thời gian, hai mẹ con còn trở nên căng thẳng. Anh đi sớm về muộn, thường xuyên say xỉn. Cực chẳng đã, vì thương con, bà Như cũng chịu xuống nước mà chấp nhận cho Thái lấy Thương về làm vợ. Ngày đám cưới, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Duy chỉ có bà Như chỉ cười cho có lệ. Vốn là dân buôn bán kinh doanh nên bà Như luôn đề phòng. Bà cảm thấy người con dâu này không hề đơn giản và hiền lành như vẻ bề ngoài. Nhưng bà luôn mong cho những cảm nhận của mình về Thương là sai. Từ ngày về làm vợ Thái, Thương luôn cố gắng chăm lo cho mẹ chồng và thằng cu Quang. Nhưng dù Thương có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì không khí gia đình vẫn luôn căng thẳng. Mẹ chồng vẫn không đón nhận cô. Nhiều lần bà Như cũng rào trước đón sau. Cô đừng có nghĩ rằng đã bước được vào cái nhà này rồi thì muốn làm cái gì thì làm. Tôi để cô cưới thằng Thái là muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô làm không tốt thì tôi cũng có thể đuổi cô ra khỏi cái nhà này bất cứ lúc nào. Thường đứng lặng nghe mẹ chồng nói, mà cô chẳng dám nói lời nào. Nhưng khi bà Như quay bước đi, cô lại nhìn theo bóng lưng mẹ chồng bằng đôi mắt lạnh tanh, không cảm xúc. Với cô, được làm vợ Thái, được làm dâu nhà giàu là một chuyện có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nó là điều mà cuộc sống này đã ưu ái cho cô rồi, nên Thường sẽ không để bị đuổi ra khỏi nhà này một cách dễ dàng. Cô nhất định không rời xa Thái, để không phải quay về cái phòng trọ chật hẹp kia. Hôm nay Thường nấu món thịt kho trứng mà thằng bé Quang thích ăn nhất. Cô vui vẻ gọi: Quang ơi, hôm nay mẹ nấu món con ăn thích nhất này, là món thịt kho trứng nha. Thằng Quang nhìn Thương bằng ánh mắt tức giận, rồi nó nói: Tôi không phải mẹ con, con cũng không thích ăn món này, con thích ăn cái khác cơ. Hôm nay con ăn tạm nha, mai mẹ làm món khác được không? Không, con không ăn đâu, không ăn.
Con ăn đồ cô Lành nấu cơ. Cô Lành nấu ngon hơn. Rồi nó lại hất đổ bát cơm Thường vừa mới lấy cho nó. Dường như bao nhiêu tức giận trong lòng Thương lúc này bộc phát ra. Cô quát thằng Quang. Con không được hỗn như thế. Nếu lần sau con còn làm như vậy, mẹ đánh đòn con đấy. Lúc này thằng Quang trợn mắt trừng trừng nhìn Thương rồi hét lớn. Con không phải mẹ con. Con là phù thủy. Đầu phù thủy độc ác. Con cút đi. Cút đi. Nghe những lời như vậy, trong lòng Thương rất tức giận. Nhưng trong một thoáng suy nghĩ, cô liền bình tĩnh lại, cố tỏ ra nhẹ nhàng hết sức có thể với thằng bé. Thế hôm nay Quang muốn ăn gì? Để mẹ mua nào. Thằng bé nhìn Thương với ánh mắt đã dịu lại. Nó nói. Con thích ăn phở gà cơ, rồi ăn kem nữa. Được rồi, thế mẹ sẽ đi mua phở, mua kem cho con nha. Xong rồi mẹ sẽ chơi siêu nhân với Quang nha. Thằng bé vui sướng nhảy cẩn lên vỗ tay. Thích quá đi. Thương nhìn thằng bé rồi khẽ nở nụ cười. Vốn dĩ thằng Quang chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần chiều theo nó một chút thì nó dần dần sẽ yêu mến Thương. Mọi việc diễn ra vừa rồi đều được bà Như đứng sau cánh cửa chứng kiến tất cả. Tuy chưa thể đón nhận và tin tưởng đứa con dâu này, nhưng bà Như cũng không còn quá ác cảm khắt khe với Thương nữa. Cho đến một hôm, thằng bé Quang sốt cao phải vào nhập viện. Thương không quản vất vả ngày đêm, tận tình chăm sóc. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chườm cho con, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Đợi khi nào Quang hết ốm, mẹ đưa Quang đi công viên, sẽ mua kem cho con ăn nhé. Thằng bé nhìn vào Thương bằng ánh mắt trìu mến, như thể cô chính là mẹ nó. Mẹ mua cả siêu nhân cho con nữa nha. Khi tiếng mẹ được thốt ra, trong lòng Thương hạnh phúc vô cùng. Cô nở nụ cười mãn nguyện. Chính sự ân cần của Thương đã làm Quang dần đón nhận và yêu thương cô. Nó không còn gọi Thương là phù thủy nữa, mà gọi cô bằng một tiếng mẹ đầy ấm áp. Rồi Thương cũng có thai. Điều này làm Thái rất vui. Bà Như cũng vậy. Tuy không nói ra, nhưng khi biết tin, bà Như cũng âm thầm lo lắng cho con dâu. Lành đây, chị Thương có thai rồi. Con hỏi xem chị thích ăn cái gì thì mua về nha. Làm nhiều món ngon vào để chị Thương tẩm bổ nha. Dạ thưa bà. Đứng trên tầng nhìn xuống, Thương nở nụ cười mãn nguyện. Từ ngày Thương có thai, thằng Quang cũng vui lắm. Chốc chốc nó lại chạy ra ôm lấy bụng Thương, rồi thì thầm nói chuyện. Em bé ở trong đó ngoan nha. Khi nào em ra đây, anh sẽ nhường hết đồ chơi cho em luôn. Anh sẽ bế em, sẽ hát cho em nghe nữa. Mỗi lần nghe thằng Quang nói chuyện với em bé trong bụng thì cả nhà đều cười vui. Thái nhìn Thương với ánh mắt hạnh phúc vô cùng, kèm sự biết ơn khi cô luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho cô Quang. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cho một gia đình đang hạnh phúc lại ngập tràn một màu tang thương. Chiều tối hôm đó, thằng bé Quang đột nhiên biến mất, khiến cho cả nhà lo lắng. Ai nấy đều chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cứu! Có ai cứu không? Cứu với! Tiếng của Lành hét lên sợ hãi khi nhìn thấy bé Quang đang nằm dưới đáy bể bơi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lành, mọi người vội vàng chạy ra. Ai nấy đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh trước mặt. Thái vội vàng nhảy ngay xuống bể bơi, ôm lấy thằng Quang đưa lên bờ. Anh lập tức hô hấp nhân tạo cho con trai. Nhưng thằng Quang đã không còn hơi thở, da dẻ trắng bệch. Thái vẫn điên cuồng hô hấp. Anh chỉ cầu mong có một phép màu nào đó xảy ra với đứa con bé bỏng của mình. Bất lực, Thái gào khóc bên xác con trai. Còn bà Như đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác đứa cháu mà mình nhất mực yêu thương. Sau tang lễ của bé Hoàng, không khí gia đình nặng nề u ám. Những tiếng cười đã chẳng còn nữa. Trên khuôn mặt ai cũng mang một nỗi thương đau
khó có thể diễn tả bằng lời. Mọi chuyện thương tâm với gia đình Thái chưa dừng lại ở đấy. Khi bà Như bị ngã từ trên cầu thang xuống, và hệ quả từ bây giờ, bà Như bị tàn phế, phải ngồi xe lăn, ý thức mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Bà lúc nào cũng gọi tên cháu nội bằng cái giọng ngọng liếu ngọng lo vì bị méo miệng. Quang ơi, con đâu rồi? Còn lại đi trốn bà. Quang ơi, Quang. Thái nhìn mẹ bị như vậy, lại nhớ đến con mà anh như muốn sụp đổ. Hai nỗi đau lại đến cùng một lúc, khiến người mạnh mẽ như anh cũng chẳng thể nào chịu đựng được. Nhìn thấy chồng suốt ngày ủ rũ, Thương cũng rất thương chồng. Cô chỉ biết động viên Thái để anh sớm vượt qua nỗi đau này. Thương nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên bụng mình, rồi nhẹ nhàng nói: Anh có cảm nhận được con đang đạp không? Thái nhìn vợ khẽ cười, mặc dù trên khuôn mặt anh vẫn mang nặng vẻ đau đớn. Anh phải cố gắng lên vì mẹ, vì em và vì con chúng ta nha. Thái nhìn Thương rồi vòng tay ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên đó rồi nói: Anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em luôn bên anh. Thương khẽ vuốt mái tóc Thái, rồi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn mẹ chồng thường ngày ăn to nói lớn, uy nghiêm là thế, mà nay phải ngồi trên xe lăn, ánh mắt khờ dại, nói năng lảm nhảm, thì Thương cảm nhận rằng mình bây giờ mới chính là chủ nhân ngôi nhà này. Bà ăn đi, hôm nay con nấu món cháo mà bà thích ăn đấy ạ. Lành đút từng thìa cháo rồi dỗ dành bà Như. Quang, đi tìm thằng Quang. Bà Như rặn ra từng tiếng khó nhọc rồi chỉ về phía cửa. Được rồi, bà ăn hết bát cháo này đi, rồi con sẽ dẫn bà đi tìm Quang nhé. Bà Như nhìn con Lành rồi nở nụ cười méo mó. Bà há miệng ăn từng miếng cháo khó nhọc. Thường đứng một góc quan sát tất cả. Cô nhìn ngắm ngôi nhà rộng lớn này rồi khẽ nở một nụ cười. Cầm cốc nước cam trên tay, Thường từ từ tận hưởng vị ngọt thanh mát, vừa ngắm những bông hoa chớm nở, mặc cho tiếng chuông đang không ngừng reo vang, vọng ra từ phòng của bà Như. Cô Thương. Tiếng của Lành vang lên. Thương khẽ nhíu mày trả lời: Có chuyện gì mà mày gọi giật giọng lên thế? Cậu đứng đây mà không nghe thấy tiếng chuông trên phòng bà chủ hả? Thường quay mặt lại, thản nhiên trả lời: Không, tao chẳng nghe thấy gì cả. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Thương, Lành cũng chẳng thèm đôi co. Cô cất tạm đồ ăn vừa mua rồi vội vàng chạy lên phòng bà chủ xem có chuyện gì. Thái đã thiết kế một hệ thống chuông báo. Chỉ cần khi nào bà Như bấm nút thì toàn bộ hệ thống chuông báo sẽ vang lên, để mọi người biết bà Như đang cần mà đến phòng bà. Thái còn thuê riêng một cô hộ lý để chăm sóc bà Như, nhưng nhất định bà không chịu. Bà chỉ cho cái Lành chăm sóc mình mà thôi. Cũng chỉ mình nó dỗ dành thì bà Như mới chịu ăn. Bà ơi, bà có sao không? Con Lành hốt hoảng khi thấy bà Như ngã xuống bên cạnh giường. Nó vội vàng đỡ bà lên, rồi xót xa nói: Khổ thân bà chủ quá, con đi có một tí thôi mà thành ra thế này. Rồi nó nhìn ra phía cửa, nói với giọng hậm hực: Trước mặt chồng thì lúc nào á, cái mồm cũng ngọt sớt ha, mà dán mặt chồng cái là chả coi mẹ chồng ra gì cả. Lành ôm bà chủ rồi nhẹ nhàng vỗ về. Từ mai con sẽ không để bà một mình nữa đâu. Rồi nó khóc. Chắc trong nhà này chỉ có mình nó còn quan tâm đến bà thôi. Hàng ngày chứng kiến cảnh bà như này, nó rất đau lòng. Từ lâu nó đã coi bà như người thân của mình. Còn Lành nhớ lại ngày đầu tiên nó gặp bà chủ, là một ngày trời mưa tầm tã, cách đây chừng 10 năm về trước. Hôm đó nó ngồi co ro dưới mái hiên một nhà nào đó ven đường, đôi mắt nặng một nỗi buồn tủi.
tay thì ôm lấy cái bụng đang réo lên vì đói. Rồi một chiếc xe hơi sang trọng đổ ngay trước mặt nó. Từ trong xe, một người phụ nữ trung niên rất quý phái nhìn nó rồi nở nụ cười. Trời đang mưa rất to, sao con không về nhà mà ngồi đây? Lành nhìn người phụ nữ trước mặt, nó linh cảm bà không phải là người xấu. Ánh mắt bà nhìn nó như mang bao nhiêu sự thương cảm. Rồi Lành trả lời ấp úng. Con không có nhà à? Bà Như lại nhìn nó, nở nụ cười hiền, rồi nhẹ nhàng nói. Con hãy theo ta về nhà đi, ta sẽ cho con một công việc, con không phải lang thang nữa. Lành nhìn người đàn bà trước mặt như không tin vào tai mình. Thế là nó theo bà Như về làm giúp việc cho bà từ ngày đó. Bà Như đối xử với nó rất tốt, ân cần quan tâm như một người thân trong gia đình. Từ lâu nó cũng coi nơi đây chính là gia đình mình. Khẽ đặt bà Như nằm xuống, Lành vội vàng đi lấy thau nước ấm lau mặt cho bà Như. Trong phút chốc, nó cảm nhận đôi tay bà đang khẽ nắm lấy tay nó. Bà nhìn nó rồi khóc. Từ ngày bà Như bị như này thì thái độ của Thương thay đổi chóng mặt. Có chồng ở nhà là cô ta chăm sóc mẹ chồng tận tâm, nhưng hễ không có mặt Thái thì cô ta lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm hỏi han mẹ chồng một câu. Mọi việc chăm sóc bà cô đều để cho Lành làm hết. Việc của cô ta bây giờ là thư giãn và tận hưởng cuộc sống như trong mơ. Nhiều lúc khi vắng mặt Lành, Thường cũng thử nhéo vào chân mẹ chồng để xem bà có phản ứng gì không. Nhưng trên mặt bà Như vẫn ngây dại nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó chẳng ai nghe rõ. Lúc đó Thường khẽ nở nụ cười nham hiểm. Cô ta nói. Đây là kết quả của việc bà khinh thường tôi đó. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn đang đứng ở đây và làm chủ ngôi nhà này. Còn bà cứ chờ mà đi theo thằng cháu nội của bà đi là vừa. Rồi Thương quay mặt mà cười lên đắc ý. Khi Thương vừa quay đi thì cũng là lúc Lành chạy ra. Nó sờ chân sờ tay bà Như rồi quýnh quán hỏi. Bà có sao không? Cô ta có làm gì bà không? Lúc này hai hàng nước mắt của bà Như khẽ rơi. Lành nhìn thấy bà chủ khóc, nó cũng khóc theo. Bàn tay bà Như khẽ nắm chặt lấy tay Lành. Bà Như vốn là người thông minh sắc sảo, nên bà đã sớm nhận ra tâm kế của Thương khi cô ta tiếp cận Thái. Khi Thương biết Thái hiện đang là giám đốc một công ty bất động sản lớn, thì cô ta không ngừng dùng chiêu trò để làm anh yêu cô ta. Bà Như tìm gặp Thương để dùng tiền mong cô ta rời xa con trai bà. Nhưng Thương đủ thông minh để hiểu rằng số tiền đó chẳng là gì, vì nếu làm vợ Thái thì cả cái gia sản kết xù kia sẽ là của cô. Trong bóng tối mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Thương cảm nhận từ đâu đó một luồng hơi lạnh đang bao quanh. Cả người cô ta bỗng rung lên. Rồi Thương thấy gì ướt ướt đang di chuyển trên bụng cô. Lúc này Thương mệt mỏi mở mắt. Đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì Thương chợt hốt hoảng khi nhận ra trước mặt cô là Quang. Nó đang ngồi cạnh cô mà xoa bàn tay nhỏ đầy gân guốc lên bụng cô. Toàn thân của nó lúc này ướt sũng, nước vẫn đang nhỏ tông tổng. Khuôn mặt bé Quang trắng bệch, trương phình như sắp nổ tung ra. Nó nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ lồm, nơi cổ họng nó cất lên những tiếng nói âm u rùng rợn như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mẹ ơi, con đón em đi theo con nhé. Con chơi một mình buồn lắm, buồn lắm đó mẹ. Một tràng cười kinh dị vang lên. Vong hồn thằng Quang cười lớn để lộ ra hàm răng với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cút đi đồ ma quỷ, cút đi. Lúc này
Thường không ngừng giãy giụa và hét lớn. Nhưng cả cơ thể cô như cứng đờ, không thể nào cựa quậy. Cô nhìn sang phía chồng mình như muốn cầu cứu. Nhưng dù cô có hét đến lạc cả giọng, thì Thái vẫn say giấc mà không hề biết những chuyện kinh dị đang diễn ra với vợ mình. Vong hồn của thằng Quang lúc này nhìn xuống bụng của Thương, rồi nó dùng tay đấm mạnh xuống. Những âm thanh khô khốc hòa quyện cùng tiếng kêu la đau đớn đến thấu xương tủy của Thương vang lên. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có cô mới cảm nhận được mọi diễn biến đang xảy ra, còn không một ai biết đến sự hiện diện của vong hồn Quang lúc này. Dường như sự chịu đựng của Thương đã quá giới hạn. Cô thở một cách yếu ớt, ngắt quãng. Những cơn đau nơi vùng bụng không ngừng dồn đến, khiến cô cảm giác như mình sắp chết. Đôi mắt của Thường như muốn nhắm lại, thì một tiếng gọi lớn vang lên, kéo cô về thực tại. Thường bất ngờ mở trừng mắt ra. Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Những cơn đau nơi vùng bụng giờ chỉ còn âm ỉ. Thường ơi, Thường ơi, tỉnh lại đi em. Lúc này Thái đang ngồi bên cạnh nhìn vợ một cách lo lắng. Thương nhìn chồng rồi cô khóc. Cô hiểu rằng mọi thứ vừa trải qua là một giấc mơ, nhưng nó rất thật. Thật đến nỗi dư âm của cơn đau do thằng bé Quang làm vẫn còn. Thái ôm vợ rồi hỏi, em mơ thấy cái gì mà gào thét lên vậy? Anh lại gọi mãi mà không được. Anh chỉ nghe em nói là cút đi đồ ác quỷ. Em gặp ác mộng hả? Thường có phần bối rối. Khi nghe chồng nói vậy, cô liền giải thích. Chắc tại em đang mang thai nên hay ngủ mơ linh tinh thôi. Thái vuốt tóc Thường rồi nói những lời ân cần. Từ mai em nghỉ ngơi nhiều vào. Anh biết là em thương mẹ, nhưng mà bụng em bây giờ cũng to rồi. Em chỉ cần nói chuyện động viên mẹ thôi. Còn việc chăm sóc á, cứ để cho lành nó làm. Mai anh thuê thêm một người giúp việc nữa. Thôi không cần đâu anh. Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh tính toán. Rồi Thái lại xoa nhẹ bụng vợ. Tuy trong lòng anh rất đau buồn vì cái chết của con trai, nhưng bề ngoài anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho vợ và cho đứa con sắp chào đời. Giấc mơ đêm qua khiến Thường bị ám ảnh. Cả ngày cô cứ như người ngây dại, mất hồn, cứ đi ra đi vào thẫn thờ. Do không để ý, Thường đã va vào Lành, khiến chậu nước mà Lành vừa rửa cho bà Như đổ hết cả vào người Thường. Sẵn cơn bực tức trong người, Thường vùng tay tát Lành tới tấp. Đến khi cô ta thấy rát tay mới dừng lại. Dường như bao nhiêu sự tức giận đã dồn hết lên người của Lành. Hai má của Lành bây giờ đỏ ửng, in hằn những dấu tay của Thương. Bà Như ngồi trên xe lăn chứng kiến tất cả, nhưng đôi mắt bà vẫn vô hồn nhìn vô định vào không gian trước mặt. Đánh Lành một trận xong, Thương nhìn về phía mẹ chồng như thách thức. Vì trước kia bà rất thương Lành, cũng có đôi lần con Lành nói những điều Thương nghe rất chói tai, nhưng cô không dám làm gì nó vì sợ mẹ chồng. Này bà Như chỉ như cái xác ngồi kia, thì cô ta có thể thẳng tay trừng phạt cái Lành. Thường nhìn cái Lành đang ôm lấy hai má khóc thút thít, ả cười lên đầy thỏa mãn rồi thị uy. Từ nay tao xem ai sẽ bảo vệ mày. Mày khôn hồn thì mày ngoan ngoãn nghe lời tao, còn không hả tao tống cổ mày ra khỏi nhà, biết chưa? Cái Lành nhìn về phía bà chủ, rồi nó vội vàng gật đầu. Cái gật đầu như cam chịu. Không phải vì nó sợ bị đuổi đi, nó chỉ sợ mình đi rồi thì không ai chăm lo cho bà chủ mà thôi, người mà nó mang ơn sâu nặng đến suốt đời. Thường nhìn bộ dạng của Lành, nhếch mép cười rồi nói, phải thế chứ. Sau khi Thường đi khuất, Lành vội vàng lao đến, gục vào lòng bà Như mà khóc. Từ ngày cô về nhà này, chưa bao giờ phải chịu ấm ức đến vậy. Những giọt nước mắt của bà Như khẽ rơi. Trong ánh mắt ấy dường như in hằn nỗi căm phẫn tột độ dành cho đứa con dâu.
Tranh thủ Thái đi công tác, Thương ở nhà đã cho sơn sửa và thay đổi toàn bộ nội thất. Ngay cả bức ảnh gia đình Thái trước kia cũng bị cô ta gỡ xuống và cất vào kho. Cô ta muốn từ nay trong ngôi nhà này không cần lưu lại bất cứ ký ức nào về người vợ cũ và đứa con trai đã mất của Thái. Những ngày Thái đi công tác vắng nhà là những ngày bà Như phải chịu cảnh đối xử bạc bẽo của con dâu. Lành à, mày để đấy, để tao cho bà ăn cho. Mày đi xem dọn dẹp nhà cửa đi. Dạ thôi, để tôi cho bà ăn cũng được. Cô Thương bụng to như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi. Thương tức giận dặn lấy cái bát trên tay Lành rồi gằn giọng. Từ lúc nào mà mày lại có cái quyền ra lệnh cho cả chủ nhà vậy? Mày nên nhớ, mày chỉ là con ở thôi. Mày có muốn tao tống cổ mày đi ngay bây giờ không hả? Lành sợ hãi ngậm ngùi quay bước đi mà lòng dạ chẳng được yên. Cô sợ khi vắng mặt mình thì Thương sẽ hành hạ bà chủ. Lành vừa bước đi vừa ngoái đầu lại nhìn ra phía sau mà đôi mắt ngấn nước. Không mau đi làm việc đi, nhìn cái gì nữa? Không lẽ mày sợ tao giết luôn bà chủ mày hả? Thương quát lên khiến Lành sợ hãi vội vàng đi làm việc. Lúc này Thương đổ tất cả thức ăn lẫn lộn vào bát cơm rồi trộn đều lên. Sau đó cô ta múc một thìa cơm đầy dí gần miệng bà Như rồi nói: Mẹ há mồm ra, con đút cho nè. Bà Như cố há mồm một cách gượng gạo khiến Thương tức giận nói lớn: Há bé tí như này thì làm sao mà đút nổi, há to ra xem. Dù cô ta có nói thế nào thì bà Như cũng chẳng thể há to nổi. Vì từ sau tai nạn, mồm bà Như đã méo về một bên và cử động rất khó khăn. Thường tức giận đứng dậy, cô ta nhìn quanh không có ai, liền bóp mồm bà, rồi đổ thìa cơm đầy vào. Bà Như đau đớn, dùng hết sức gồng mình cựa quậy trên chiếc xe lăn. Những hạt cơm rơi vãi khắp người bà và dưới sàn nhà. Thường dí sát mặt mình vào mặt bà, gằn lên từng chữ: Bà cứ đợi mà đi theo thằng cháu nội của mình đi, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thương nhìn mẹ chồng rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy thâm hiểm. Thương cũng chẳng phải loại người hiền lành tử tế, và điều này bà Như đã linh cảm ngay lúc đầu khi gặp cô ta. Bà vô tình bắt gặp ánh mắt của Thương khi nhìn ngôi nhà bề thế với sự khao khát, rồi cô ta khẽ mỉm cười nham hiểm. Đó là lý do bà nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của con trai với Thương, vì bà cảm nhận Thương không phải người hiền lành như vẻ bề ngoài mà cô ta tạo nên, chứ không phải bà coi khinh hay chê bai xuất thân của cô. Cũng đến ngày Thái đi công tác về, vừa bước vào nhà anh Như sững người lại với khung cảnh trước mắt. Mọi thứ nội thất trước đây bây giờ được thay đổi hết. Ngay cả bức ảnh gia đình cũng đã được tháo xuống, thay vào vị trí đó là hình cưới của anh và Thương. Anh về rồi hả? Sao anh không báo trước cho em? Thương trở lại với giọng nói dịu dàng của mình khi nhìn thấy Thái. Cô ta vội đặt bát cơm đang đút cho mẹ chồng đang ăn dở rồi chạy lại ôm chồng. Thái nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, anh hỏi: Em đang cho mẹ ăn à? Rồi Thái đến trước mặt mẹ, nhìn những hạt cơm dính trên mặt và rơi vãi khắp người mà trong lòng anh không khỏi xót xa. Lúc này Thương vội vàng giải thích: Bây giờ mẹ bị như vậy, ăn uống có hơi khó khăn chút. Thái không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái. Rồi anh gọi: Lành ơi, Lành, em mang một bát cơm mới ra đây nha. Lành vội vàng quay đi, miệng còn lẩm bẩm: Anh Thái về rồi, con hồ ly tinh không dám bắt nạt mình với bà chủ nữa rồi. Một lúc sau, Lành chuẩn bị một suất cơm như vừa rồi, nhưng thức ăn và cơm được để riêng trong rất gọn gàng và đẹp mắt, chứ không như bát cơm mà Thương đang cho mẹ chồng ăn. Vốn dĩ bà Như là người rất kén trong khoản ăn uống, nên Thái nhìn cách vợ cho mẹ mình ăn như vậy thì anh có vẻ không hài lòng.
nhưng cũng không nỡ nặng lời. Anh cứ để em cho mẹ ăn cho. Thường toàn đón lấy bát cơm từ tay chồng, nhưng Thái rụt lại và nói: em cứ nghỉ ngơi đi, để anh cho mẹ ăn. Lành lấy khăn lau sạch những hạt cơm dính trên mặt trên người của bà Như. Nhìn Lành chăm sóc mẹ mình một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ, Thái khẽ cười. Vậy là Thái và Lành, người thì xúc cho bà Như ăn, người thì nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên miệng bà. Hai người trò chuyện rất vui vẻ như người thân ruột thịt, mà chẳng có khoảng cách phân biệt chủ tớ. Thường ngồi một góc chứng kiến tất cả thì rất tức giận. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, ánh mắt nhìn về ba người một cách đầy hằn học. Sao em thay đổi nội thất trong nhà mà không nói với anh? Thái nhẹ nhàng hỏi vợ. Thường quay ra ôm lấy chồng rồi thủ thỉ. Em sợ anh bận việc nên không có nói. Em làm vậy cũng là vì thương mẹ. Em muốn tạo một không gian mới để mẹ quên đi những việc đau buồn, giúp mẹ mau phục hồi hơn thôi anh. Chứ ngày nào cũng phải nhìn thấy hình thằng bé Quang và những kỷ vật của con, mẹ lại nhớ con, rồi thành ra bệnh nặng hơn đó anh à. Thấy vợ nói cũng có phần đúng nên Thái chỉ lặng im. Nhưng trong lòng anh là cả một nỗi buồn miên man. Em ngủ trước đi, anh qua phòng mẹ xem mẹ ngủ chưa. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt dịu dàng của Thương bây giờ lại chuyển sang vẻ ác độc, nham hiểm, đầy toan tính. Tại nhà kho, Thái đứng lặng im trước bức hình chụp cả gia đình anh nhiều năm về trước. Lúc ấy thằng cô Quang vẫn còn ẩm ngửa trên tay. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt vợ con mà không cầm được nước mắt. Anh xin lỗi em. Anh đã không chăm sóc được cho con. Anh xin lỗi. Thái quỳ xuống ôm mặt khóc. Lúc này anh mới có thể bộc lộ hết những đau đớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng gọi âm u vang vọng cất lên, văng vẳng bên tai Thương. Trong cơn mê man, Thương lại trông thấy vong hồn của thằng Quang hiện ra trước mắt mình. Khuôn mặt cô tái xanh, cả người cứng đơ. Thương sợ hãi tột độ, nước mắt chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm cầu xin vong hồn thằng bé. Xin con tha cho mẹ đi, làm ơn tha cho mẹ. Một tràng cười vang lên, xoáy sâu vào đầu Thương, khiến cô choáng váng. Mẹ giết con, là mẹ giết con. Mẹ nói thương con, mà tại sao mẹ lại giết con? Không, không, mày không phải con tao. Có trách thì trách bà nội mày, tất cả là do bà ta. Vong hồn thằng Quang dí sát mặt mình vào khuôn mặt Thương. Từng giọt máu đen xì hôi tanh chảy ra từ mắt nó, đang nhỏ tông tổng xuống mặt Thương. Mùi máu hôi tanh xộc vào mũi, làm cô ta nôn thốc nôn tháo. Những thứ cô ta nôn ra không phải thức ăn, mà toàn là dòi bọ. Những con dòi cứ thế bò ra lúc nhúc, khiến Thương kinh hãi tột độ. Rồi như chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, Thương từ từ liệm đi. Ngày hôm sau Thương tỉnh dậy, toàn thân cô mệt mỏi. Nhìn vợ như vậy, Thái lo lắng hỏi: anh trông em dạo này xanh xao quá, đêm ngủ không được ngon giấc, lại thường hay nói mớ, em có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt và thái độ của chồng, Thường thấy sợ hãi trước câu hỏi của anh. Cô liền tìm lý do để anh khỏi nghi ngờ. Chắc là do em mang thai cho nên mới vậy, với lại gần cuối thai kỳ rồi nên em cũng mệt, hay mất ngủ nói mớ linh tinh. Vậy là hôm đấy Thái đưa vợ đi khám để chắc rằng sức khỏe của vợ và cái thai trong bụng đều ổn. Ở ngoài phòng siêu âm, bác sĩ cũng đã giải thích cho anh về những hiện tượng tâm sinh lý thường gặp ở bà bầu để anh bớt lo lắng. Em bé rất khỏe mạnh nha, phát triển bình thường. Thường khẽ mỉm cười rồi nhìn lên màn hình siêu âm.
Nhưng khuôn mặt cô đang từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi tột độ. Hai mắt Thường mở trừng trừng khi nhìn thấy trong màn hình kia không phải là hình ảnh bào thai con của cô, mà đó chính là khuôn mặt của thằng Quang. Nó đang nhìn cô rồi cười, nụ cười đầy ma quái, để lộ ra hai chiếc răng nanh cùng cái lưỡi đỏ lòm. Rồi một cơn đau từ bụng truyền đến, khiến cho Thường co mình vì đau đớn. Một tiếng nói vang vọng bên tai Thường. Em bé xinh quá, xinh quá đi. Con đón em đi cùng con nhé. Con chơi một mình buồn lắm, lạnh lắm mẹ ơi. Không, trả con cho tao, trả con cho tao. Rồi Thương bật dậy, hét lên một cách điên cuồng. Cút đi đồ ma quỷ. Thái vội vàng chạy vào trong phòng siêu âm. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Thương, anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu với tâm trạng hoảng loạn. Khuôn mặt tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa. Thái vội ôm vợ, rồi nhìn bác sĩ như đang đợi câu giải thích. Bác sĩ siêu âm cũng vội vàng lên tiếng. Tôi không hiểu sao tự nhiên cô ấy nhìn lên màn hình siêu âm rồi hét lên như vậy. Trên đường về, Thường cứ ôm lấy bụng, trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự lo lắng sợ hãi. Thái cũng cảm nhận gần đây vợ mình có những biểu hiện rất lạ. Nhiều lúc cô cứ giáo giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hay đề phòng thứ gì đó. Anh nghĩ chắc vì Thường đang mang thai nên tâm lý không được tốt. Thái không yên tâm về Thường nên anh thuê một y tá riêng về chăm sóc cho vợ. Thậm chí Thái còn tìm bác sĩ điều trị tâm lý cho vợ, vì anh sợ trong lúc mang thai vợ anh dễ bị rối loạn tâm lý. Nhưng thật ra chỉ mình Thường hiểu cô đang phải đối mặt với điều gì. Ngồi trong nhà, Thường nhìn về phía bể bơi với ánh mắt khác thường. Những chuyện kinh khủng mà cô ta từng làm trước kia bây giờ như một thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt cô. Hôm đó, lúc Thường mang trà lên phòng cho mẹ chồng, khi cánh cửa vừa hé mở thì cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như với một ai đó. Toàn bộ tài sản sau này tôi sẽ để cho thằng cô Quang thừa kế. Tôi chỉ chờ khi nào nó đủ tuổi thì sẽ sang tên cho nó thôi. Ánh mắt của Thường chợt ánh lên tia hằn học đầy tức giận. Nhưng rồi cô ta bình tĩnh lại, gõ cửa phòng và mang trà vào cho bà Như với vẻ mặt vui vẻ, bình thản như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Con mời mẹ uống trà. Nói rồi Thường quay ra. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì khuôn mặt hiền dịu của cô ta lại chuyển sang vẻ nham hiểm độc ác. Cô ta đặt tay lên bụng mình rồi nhếch mép cười, lẩm bẩm. Nhất định mọi tài sản sẽ thuộc về con. Hôm đó Thường nhìn ra bể bơi rồi lại nhìn về với thằng Quang. Trong đầu cô ta nảy ra một âm mưu ác độc. Quang ơi, ra đây mẹ bảo. Hai mẹ con mình ra ngoài kia chơi đi. Thằng bé ngây thơ chẳng nghi ngờ, vui vẻ chạy ra ngoài sân chơi. Trong lúc nó không để ý, Thường cầm một cái xe ô tô đồ chơi của thằng bé mà vứt xuống bể bơi. Rồi cô ta hốt hoảng la lên. Quang ơi, ô tô của con rớt xuống nước rồi kìa. Thằng bé Quang vội vàng chạy đến, đưa tay ra phía bể bơi với lấy chiếc xe ô tô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc này, từ phía sau, Thường đã nhân cơ hội đẩy thằng Quang xuống nước. Nhưng trái với dự đoán của cô thì thằng Quang bơi rất giỏi. Nó nhanh chóng bơi ra lấy đồ chơi của mình rồi giơ lên nói. Mẹ ơi, con lấy được rồi. Thường nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt hằn lên tia độc ác. Khi thằng Quang bơi vào bờ đến bậc cầu thang đi lên thì Thường chợt nắm lấy tóc thằng bé, ấn đầu nó xuống nước. Trong ánh mắt của cô ta lúc này chỉ còn sự ác độc nhẫn tâm mà thôi. Thằng bé Quang giãy giụa trong tuyệt vọng, chân tay nó
không ngừng khua khoáng loạn xạ trong làn nước lạnh. Chỉ sau những phút ngắn ngủi, bọt khí cũng không còn nổi. Thường buông tay ra, cả cơ thể thằng bé bắt đầu từ từ chìm dần xuống đáy bể, kết thúc một sinh mệnh dưới tay người mẹ kế tàn ác. Lúc xong việc, Thường mới nhận ra có một cái camera đang hướng thẳng về phía cô ta, quay lại toàn bộ tội ác vừa rồi. Thay vì sợ hãi, thì lúc này Thương nở nụ cười nham hiểm. Cô ta nhanh chóng đi vào nhà và hủy đoạn camera quay cảnh cô giết người khi nãy. Cô ta đã xem lại toàn bộ tội ác của mình. Nó chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng cô không biết rằng cô ta sẽ phải trả giá rất đắt cho những gì mà mình đã gây ra. Đang miên man trong những ký ức, thì Thương cảm nhận có một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người mình, dù đang là mùa hè, khiến da gà Thương nổi hết lên. Thương hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cô ta đã quá quen thuộc với điều này. Thương biết vong hồn bé Quang lại tìm về. Đã mấy tháng nay, cô ta phải sống trong sự dày vò về tinh thần lẫn thể xác. Xin con tha cho mẹ đi, làm ơn tha cho mẹ đi. Đi theo con nào mẹ, đi cùng con nào, con chơi một mình buồn lắm, mẹ đi theo con đi. Khi những tiếng nói cất lên văng vẳng bên tai Thương, thì ánh mắt cô ta cũng bắt đầu dại đi. Đôi chân Thương như chẳng thể làm chủ được, cô ta cứ thế bước từng bước nặng nhọc đi về phía bể bơi. Lúc này, hình ảnh thằng bé Quang lại hiện ra trước mắt Thương. Toàn thân trắng bệch, nó đang cầm chiếc ô tô đồ chơi mà chính Thương đã vứt xuống bể khi trước. Đôi mắt nó đỏ lồm, nhìn Thương như chờ đợi điều gì. Rồi một tiếng nói âm u, hối thúc cất lên. Mẹ ơi, xuống đây với con đi. Nhanh lên nào, mẹ. Lúc này Thương khóc, những giọt nước mắt đầy sợ hãi. Môi cô ta khẽ mấp máy van xin. Tha cho mẹ đi, làm ơn tha cho mẹ. Rồi Thương thả cả thân mình xuống nước. Cô y tá nhìn thấy Thương có biểu hiện lạ thì vội chạy đến. Cô hoảng hốt khi thấy Thương đang chìm dần xuống đáy bể bơi. Cứu, cứu với, có ai cứu với? Vừa kêu, cô y tá cũng vội vàng nhảy xuống để cứu Thương lên. Tiếng hét lớn đánh động lành và một chị giúp việc vội vàng chạy đến. Cô y tá đưa Thương lên bờ. Sau đó, Thương được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu. Ở ngoài phòng cấp cứu, Thái lo lắng đứng ngồi không yên. Ở nhà, bà Như cũng vậy. Thường chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng chưa phải lúc này. Dù sao đứa trẻ trong bụng cô ta cũng vô tội. Nó không đáng phải gánh chịu những tội ác mà mẹ nó đã gây ra. Cánh cửa phòng cấp cứu mở. Thái vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ ơi, giờ con tôi sao rồi? Anh bình tĩnh đi. Sản phụ và đứa bé không sao rồi. Lúc này, cả cơ thể Thái mới được thả lỏng. Mọi lo lắng như được trút bỏ. Quả thật, lúc nghe tin Thương bị như vậy, tim Thái như muốn ngừng đập. Việc mất đi con trai đã là nỗi đau đớn tột cùng với anh. Bây giờ nếu phải chứng kiến thêm bất cứ sự mất mát nào nữa, thì có lẽ anh sẽ không chịu nổi. Mấy hôm sau, thì Thương cũng được xuất viện. Nhưng tinh thần cô luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Hồn ma của bé Quang không ngừng ám ảnh Thương từng đêm. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, vong hồn thằng bé Quang lại hiện ra. Nó từ từ tiến đến bên giường của Thương, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm lên mặt Thương, khiến cô giật mình tỉnh ngủ. Khi Thương mở mắt ra, thì cô thấy trước mặt là vong hồn của bé Quang. Nó đang nhìn mình bằng cặp mắt đỏ lồm.
Vậy rồi hả mẹ? Đã đến lúc mẹ phải đi với con rồi. Thương sợ hãi vùng dậy toan chạy đi thì cô lại bị vấp ngã, khiến cô ta nằm trên nền nhà ôm bụng đau đớn. Vòng hồn bé Quang nhảy lên ngồi chồm hổm trên bụng của Thương. Nó vuốt nhẹ lên cái bụng to tướng rồi cười khanh khách, một nụ cười như chứa đựng bao nhiêu sự tủi hờn, căm phẫn. Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Con đau lắm mẹ biết không? Con lạnh lắm. Mẹ thật là độc ác mà. Thằng bé tức giận nhìn người mẹ kế tàn nhẫn kia rồi gằn lên từng tiếng. Nó giơ tay lên đấm thật mạnh xuống bụng Thương. Bàn tay tuy bé nhưng mọi cú đấm khiến Thương đau đớn như muốn ngất đi. Xin con tha cho em đi. Là mẹ có tội với con. Mẹ xin chịu tội. Chỉ mong con tha cho em. Những cơn đau dồn dập kéo đến, máu dưới hạ thân của cô cũng bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy trắng đang mặc, chảy ra cả nền nhà. Thường đưa mắt về phía chồng như muốn cầu cứu anh, nhưng tuyệt nhiên Thái vẫn ngủ say, chẳng hề biết mọi việc kinh dị đang xảy ra. Thường lê cơ thể lùi dần về sau, nhưng cô cứ lê được một chút thì vong hồn Quang lại tiến theo một bước. Nó vẫn nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ lồm. Từ đôi mắt đó chảy ra hai hàng huyết lệ. Hôm nay bà phải chết. Đồ phù thủy xấu xa. Bà đã giết tôi, hại bà nội tôi. Tôi không thể tha thứ cho bà được. Rồi vong hồn bé Quang chạy đến nắm lấy tóc của Thương, kéo cô ta đi. Dù cho Thương có giãy giụa phản kháng như thế nào. Khi đến chỗ cầu thang thì vong hồn Quang nhìn mẹ kế với ánh mắt đầy uất hận. Thương biết thằng bé đang định làm gì nên cô chắp tay lại van xin. Mẹ cầu xin con, xin con cho mẹ được sinh em ra, rồi mẹ sẽ chịu sự trừng phạt của con. Bà không đáng. Bà không đáng là mẹ tôi. Đồ ác độc. Tôi không thể tha thứ cho bà được. Hôm nay nhất định bà phải trả giá. Thương nhìn xuống bậc cầu thang, lòng có sợ hãi. Nơi vùng bụng, những cơn đau vẫn truyền đến. Máu nơi hạ thân vẫn cứ chảy không ngừng. Hai tay Thương vẫn ôm bụng bầu to tướng, như muốn dành chút hơi tàn của mình để bảo vệ con. Rồi một tiếng thét vang lên, cả cơ thể Thương lăn từ trên cầu thang tầng 2 xuống. Khi tiếng hét im bặt cũng là lúc Thương nằm im bất động. Cùng lúc đó, ánh điện trong phòng Thái sáng trưng. Anh đưa mắt nhìn sang thì không thấy vợ đâu. Cửa phòng thì mở. Thái chết lặng khi nhìn thấy máu, những vệt máu dài dưới nền nhà. Anh vội vã lao xuống giường, chạy theo vệt máu kia. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, Thái thấy vợ mình đang nằm dưới kia. Anh vội vàng chạy xuống ôm lấy vợ. Thương ơi, em có sao không? Tỉnh lại đi em, gọi cấp cứu nhanh lên. Thái hét lớn trong hoảng loạn. Bà Như nằm trong phòng nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bà Như bỗng sợ hãi. Tuy rất hận Thương nhưng bà cũng là người phân minh. Tuy Thương có tội nhưng đứa bé trong bụng cô ta thì không có tội tình gì. Bà ta lắc đầu, khẽ cất tiếng. Phải chăng đã đến lúc cô ta phải trả giá cho ác nghiệp mà cô ta gây nên? Thật ra bà Như luôn nghi ngờ về cái chết của đứa cháu nội mình, nên bà đã kiểm tra lại camera để xem diễn biến sự việc hôm xảy ra cái chết thương tâm của thằng bé Quang, nhưng lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi cảnh đó. Bà nghi ngờ rằng cái chết của cháu mình không đơn giản là vụ đuối nước thông thường, mà rất có thể đây là vụ cố tình giết người. Bà đặt tất cả sự nghi ngờ lên Thương, đứa con dâu với vẻ bề ngoài ngoan hiền kia. Một hôm
Thường tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như. Anh hãy điều tra giúp tôi về cái chết của cháu nội tôi. Thường như chết sững khi nghe những lời đó. Cô ta sợ hãi, run run bước về phòng. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thì hoảng loạn. Nếu sự việc cô giết thằng Quang bị bại lộ thì cuộc đời cô coi như đặt dấu chấm hết. Cô ta bắt đầu suy tính những âm mưu thủ đoạn nhằm che giấu tội ác của mình. Rồi ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh, môi khẽ nở nụ cười đầy thâm độc. Lúc đó bà Như đang đi đến gần bậc cầu thang thì một tiếng gọi vang lên. Mẹ ơi! Bà Như quay lại thì thấy Thường đang đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Có phải mẹ đang điều tra về cái chết của thằng Quang không? Sao cô biết? Thường nhếch mép cười rồi nói. Dù sao thì nó cũng chết rồi, mẹ cần gì phải nhọc lòng đến vậy? Chẳng phải mẹ sắp có đứa cháu nội khác rồi sao? Cô im đi, sao cô có thể ăn nói như vậy được hả? Tại sao tôi không thể nói như vậy? Tôi nói không đúng sao? Tại sao bà không bao giờ chấp nhận tôi? Tại sao bà lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ con tôi không phải là cháu nội của bà hay sao? Cô nói vậy là có ý gì? Bây giờ cô mới lộ mặt thật của mình à? Cô, có phải cô đã giết cháu tôi có đúng không? Bà thông minh như vậy thì bà cũng phải biết rồi chứ. Bà có muốn biết thì tôi kể lại cho bà nghe rằng cháu nội của bà trước khi chết đã đau đớn như thế nào không? Nó đau lắm đấy. Thường trợn mắt và nói gằn lên từng tiếng vào mặt bà Như. Nghe con dâu nói, bà Như bị một cú đả kích rất lớn. Không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy. Bà Như lúc này sốc không nói thành lời, hai mắt trợn trừng, chỉ tay về phía con dâu, căm phẫn đến run người. Cô sao phải trả giá cho tội ác của mình? Thường với bộ mặt gian ác, nhanh chóng bước đến sát chỗ mẹ chồng, rồi đẩy một cái làm bà Như ngã từ cầu thang xuống. Bà Như nằm đó toàn thân bất động, máu từ đầu bà bắt đầu chảy ra. Thường đứng đấy nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu của cô ta chỉ mong rằng bà Như sẽ đi theo đứa cháu nội của bà. Có một điều mà Thường không ngờ tới, đó là quả thật bà Như bị liệt. Nhưng ý thức của bà hoàn toàn bình thường. Nhưng trước khi tìm ra được bằng chứng phạm tội của con dâu, bà Như vẫn giả vờ như thần trí không bình thường, giọng nói ngọng nghịu để cô ta không đề phòng mình. Chỉ có Lành là biết bà chủ mình đang giả vờ, nên khi nhìn thấy Thương ngược đãi bà Như thì Lành rất đau lòng. Nhiều lần cô không kìm được cảm xúc, thiếu điều hơn thua với Thương. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bà Như, Lành lại cố diễn cho tròn vai, để mong một ngày tội ác của cô ta bị phanh phui. Thái đứng ngoài phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại mà lòng nóng như lửa đốt. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, có một vị bác sĩ đi ra. Nhìn khuôn mặt ông, Thái dường như phần nào đoán được chuyện chẳng lành. Bây giờ chúng tôi cần mổ gấp để cứu lấy đứa bé. Vậy còn vợ tôi? Về sáng phụ thì chúng tôi tiên lượng 50-50. Cô ấy giữ được mạng sống hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy nữa. Khuôn mặt Thái bỗng tái mét. Anh nhìn bác sĩ rồi khẩn khoản nói. Xin bác sĩ, hãy cô lấy vợ con tôi bằng mọi giá. Lúc này tại nhà Thái, có tiếng điện thoại reo vang. Alo, tôi nghe rồi. Sau một hồi nói chuyện, bà Như tay run run tắt máy. Ác nghiệp, đúng là ác nghiệp mà. Bà Như nói trong tiếng nấc nghẹn. Là bà sai rồi. Chính bà đã hại chết con rồi Quang ơi. Những điều mà bà Như nghi hoặc
về cái chết của bé Quang hoàn toàn là sự thật. Sau khi có kết quả điều tra thì chính Thương là người ra tay giết chết bé Quang. Dù đã biết phần nào cái chết của cháu nội là do đứa con dâu mặt người giả quỷ kia làm, nhưng khi nghe được thông tin chính xác thì bà Như vẫn không khỏi đau xót. Bà tự trách mình khi đã để con cầm thú kia vào nhà để nó có cơ hội giết chết đứa cháu nội của bà. Bà Như cầm tấm ảnh của Quang rồi ôm chặt vào lòng, không ngừng khóc nấc lên. Không phải hôm nay bà mới vậy, mà rất nhiều đêm rồi bà đều khóc vì nhớ cháu. Những tiếng nấc nghẹn không ngừng vang lên. Lành đứng ở ngoài cửa im lặng chứng kiến tất cả, cô cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nửa tiếng sau ca mổ, một cô y tá bế trên tay một bé gái rất kháu khỉnh trao cho Thái. Đón đứa bé từ tay cô, Thái vội hỏi: "Cô ơi, vợ tôi sao rồi?" "Sản phụ vẫn đang cấp cứu, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu sống sản phụ." Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Thái ôm đứa con vừa chào đời vào trong lòng, ngắm đứa bé ngủ say trong vòng tay mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu mà anh không khỏi xót xa. Những giây phút chờ đợi trong căng thẳng đã kết thúc khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ nhìn Thái với ánh mắt vui mừng. Ông nói: "Sản phụ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sức sống của cô ấy rất mãnh liệt. Tôi nghĩ đứa bé này chính là động lực to lớn giúp cô ấy giành giật lại sự sống." Thái vội vàng cảm ơn bác sĩ. Anh thở hắt ra một hơi, như trút hết tất cả lo lắng sợ hãi. Lúc này nhìn Thương ngủ say, Thái nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một lời cảm ơn lẫn động viên. Đôi mắt Thương hé mở, những giọt nước mắt khẽ lăn dài. Thương nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say mà cô vừa vui mừng vừa lo. Cô thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra. Nhưng quả thật cô không muốn chết. Cô muốn sống để có thể chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình. "Mọi việc ổn rồi em. Từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc." Thương nhìn chồng bằng ánh mắt đầy hạnh phúc, không còn chút giả tạo như trước đây. Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra điều hạnh phúc nhất là được sống yên bình bên cạnh những người mà mình yêu thương. "Bà chủ ơi, anh Thái báo về là Thương đã sinh rồi." Bà Như khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nửa đêm tại bệnh viện, những cái bóng đèn chớp nháy liên hồi, âm thanh rẹt rẹt phát ra không ngừng. Thái nằm giường bên cạnh vẫn đang say giấc, chỉ có Thương là vẫn thao thức. Thương biết đã đến lúc cô phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra cho bé Quang. Nhưng giờ đây, khi sắp phải đối diện với cái chết, với sự trừng phạt của vong hồn thằng bé Quang, thì Thương lại sợ hãi và không muốn thực hiện lời hứa với nó. Trong ánh sáng chập chờn của bóng điện, Quang từ từ hiện ra. Nó bay lơ lửng trước mặt của Thương, rồi nhìn chằm chằm vào cô ta, cất tiếng nói chậm rãi âm vang, nghe thật rùng rợn. Thương sợ hãi kêu gào, gọi tên chồng, mong rằng Thái sẽ cứu được cô. Thật ra Thương biết dù cô có gọi khản cổ thì cũng chẳng ai có thể cứu được, vì thứ cô đang đối mặt không phải là con người mà là vong ma. Những tiếng cười vang vọng trong căn phòng khiến con bé đang ngủ say bỗng khóc thét lên. Thương nhìn sang con mà không thể ôm lấy con dỗ dành. Cả cơ thể cô bây giờ đang bị vong hồn của Quang điều khiển. Thương ngồi dậy rồi cứ thế bước đi. Mặc dù nhận thức của cô ta vẫn còn, nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được đôi chân của mình. Thương nhìn mọi thứ trước mặt thì sợ hãi tột độ. Lúc này cô đang đứng sát lan can của tầng 5 bệnh viện. Chỉ cần một bước chân nữa thôi là cô ta sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này. Tiếng thằng cô Quang thúc giục. Thương
nhảy xuống lầu. Cả cơ thể Thường bắt đầu rơi xuống. Quang đứng đó chăm chú nhìn theo với khuôn mặt lạnh tanh. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, bà Như nhìn thấy Quang, đứa cháu nội mà bà thương yêu, đang đứng đó nhìn mình. Bà Như vui mừng vội vàng ôm lấy cháu, nhưng đôi tay của bà không thể nào chạm được vào thân thể của nó. Nhưng ảnh Quang bây giờ chỉ như một làn khói mỏng manh. Bà Như nhìn cháu rồi nói trong nước mắt. Sao bây giờ con mới về thăm bà? Bà nhớ con lắm. Bà ơi, con phải đi rồi. Bà ở lại cố gắng giữ sức khỏe nha. Con yêu bà nhiều lắm. Rồi vòng hồng Quang cứ thế biến mất dần. Quang ơi, con ơi đừng đi. Đừng đi nữa. Đợi bà với, con ơi. Bà Như vừa đuổi theo, vừa gào khóc gọi tên cháu. Tiếng hét của bà đã đánh động mọi người. Thái vội vàng chạy tới đỡ mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Bà Như nhìn con vội vàng đáp. Thằng Quang nó vừa ở đây đó con à. Thái đưa mắt nhìn một lượt, rồi anh nói. Chắc mẹ nhớ cháu quá cho nên vậy thôi. Thái nhìn mẹ với ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh nói. Mẹ đi được rồi à? Lúc này bà Như mới để ý mình đã đi lại được như bình thường. Bà nhìn ra phía cửa như thầm cảm ơn đứa cháu tội nghiệp của mình. Từ ngày Thương mất, Thái lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Anh luôn nghĩ rằng Thương mất một phần là do anh. Thái luôn tìm lý do để không phải về nhà. Anh luôn vùi mình vào công việc để có thể phần nào quên đi cái chết thương tâm của vợ. Ngay cả con bé Hương, đứa con gái của anh với Thương, anh cũng luôn lảng tránh, không muốn bế nó. Vì mỗi lần nhìn thấy con bé là lại nhớ đến Thương. Sau 100 ngày mất của Thương, bà Như đặt một tập hồ sơ trước mặt Thái, rồi bà nói. Con hãy đọc đi, con sẽ biết toàn bộ sự thật. Mẹ tính sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng nhìn con suy sụp như này, mẹ đành phải nói ra. Sau khi đọc tất cả hồ sơ điều tra về cái chết của thằng Quang và nghe mẹ mình kể lại những tội ác mà Thương gây ra cho bà, tài Thái như ù đi. Anh không tin người vợ dịu hiền đó lại có thể ác độc đến mức như vậy. Thế mà thời gian qua, anh luôn tự dày vò bản thân mình vì cho rằng do anh không chăm sóc vợ chu đáo, dẫn đến việc Thương bị trầm cảm sau sinh mà tự tử. Thái quỳ xuống gục đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Trong ánh hoàng hôn, con bé Hương hồn nhiên chạy nhảy vui đùa trong sân. Phía xa, bà Như và Thái ngồi ngắm con bé mà khẽ nở nụ cười. Con bé Hương như lấp đầy những khoảng trống của mất mát bi thương trong cuộc sống của bà Như và Thái. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác nghiệp mẹ ghẻ, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.